Nếu như chị có đang băn khoăn tìm kiếm một chiếc micro mới đầy đủ cả ba tiêu chí ngon, bổ và rẻ thì đây Bose Beamer 70 và Bose Beamer 40 sẽ là những lựa chọn rất là tuyệt vời cho anh chị đấy. Với thiết kế nhỏ gọn và sang trọng, tay cầm của micro Bose Beamer 70 có độ lớn vừa phải, đem lại cho anh chị cảm giác cầm rất thoải mái, chắc chắn. Và chiếc micro Bose Beamer 40 của chúng ta cũng có thiết kế tương tự như Bose Beamer 70 vậy. Trên thân micro có một màn hình LCD nhỏ hiển thị đầy đủ các thông tin về tần số. Micro Bose Beamer 70 có cả nút điều chỉnh âm bass và âm treble ngay trên thân micro, rất là tiện lợi. Bên cạnh đó, micro Bose Beamer 70 được tích hợp các hệ thống lọc âm tiên tiến cùng với khả năng chấm hút khá là tốt, có thể tự động lọc bỏ các tạp âm như là những âm gió, tiếng thử do chính người tạo ra và cả những tiếng ồn bên ngoài, đem lại trải nghiệm hát karaoke cho anh chị chuẩn và chân thực nhất. Hơn nữa, chiếc micro này có khả năng hút âm nhẹ nên anh chị có thể hát karaoke một cách nhẹ nhàng rất là nhiều. Với khả năng hỗ trợ cải thiện giọng hát, Bose Beamer 70 giúp anh chị khi hát lên tông cao không còn bị hụt hơi và đuối sức nữa. Ngoài ra, Bose Beamer 70 có khả năng hút sóng xa khá là tốt, anh chị có thể vừa dễ dàng di chuyển để vừa ca hát, vừa giao lưu cùng với mọi người được. Đặc biệt, chiếc micro giá rẻ này hoàn toàn không kém thiết bị đầu vào. Anh chị có thể kết nối với hầu hết các hệ thống âm thanh karaoke. Bose Beamer 70 hoàn toàn hoạt động âm ý với âm ly karaoke và cả loa kéo nữa.